Chào mừng các bạn đến với kênh Ngôi Sao Bay. Thưa các bạn, trong bản tin hôm nay chúng tôi sẽ cung cấp thông tin cho các bạn về chân dung người vợ sinh viên năm nhất kém 25 tuổi của nghệ sĩ Giang Còi. Nhắc đến nghệ sĩ Giang Còi là khán giả sẽ nhớ ngay đến hình ảnh anh nông dân với khuôn mặt gầy, mái tóc dài và dáng điệu lèo khẻo. Thời gian gần đây, anh ít xuất hiện trên truyền hình phần vì bận với vai trò là giám đốc hãng phim Hà Nội. Phần vì thương người vợ trẻ nên muốn làm tròn trách nhiệm người trụ cột trong gia đình. Anh bảo cuộc sống vốn dĩ nhiều bất chắc, anh từng nếm trải sóng gió rồi, giờ tìm được bến đỗ bình yên bên vợ trẻ thì phải biết trân trọng. Được biết, người vợ thứ hai của nghệ sĩ Giang Còi sinh năm 1987, kém danh hài 25 tuổi, đã sinh cho anh được hai người con xinh xắn kháu khỉnh. Về mối lương duyên với người vợ trẻ, nghệ sĩ Giang Còi từng kể chuyện trên báo: kiên định gần chục năm trời, ấy thế mà gặp cô ấy, trái tim tôi lỗi nhịp. Năm đó, tôi vào trường ký túc xá sân khấu điện ảnh, tuyển diễn viên và bắt được cô sinh viên năm thứ nhất kém 25 tuổi. Thời gian đầu, tôi đưa cô ấy về nhà chơi, làm quen với mấy đứa con. Hai đứa con tôi gọi là chị em, rồi rủ nhau đi ăn chè. Nhưng đứng ngoài cưới, chẳng ai xui mà chúng nó gọi là dì xưng con. Kết duyên với người vợ trẻ hơn mình rất nhiều tuổi, cuộc sống của hai vợ chồng nghệ sĩ hài khó tránh khỏi những tình huống hài ước. Có lúc, hai vợ chồng đi ăn quán quen thì không sao, họ biết tôi ăn gì, vợ tôi ăn gì, cứ thế làm. Nhưng với quán lạ thì họ hỏi hai bố con ăn món gì. Tôi bảo bố ăn phở sống, con ăn gì còn bảo bác ấy. Từ đó tôi chỉ dám đến quán quen để ăn. Theo lời kể của nghệ sĩ Giang Còi thì vợ anh nấu ăn rất giỏi. Chỉ cần đọc qua sách hoặc đi ăn nhà hàng về là có thể nấu được y chang như vậy. Một mình cô ấy có thể làm cỗ cho 20 người ăn rất ngon, anh hãnh diện khoe. Chia sẻ trên báo Gia Đình và Xã Hội, nghệ sĩ Giang Còi cho biết điểm anh yêu nhất ở vợ mình chính là sự ham học hỏi. Và điều anh sợ nhất chính là những lúc cô ấy ngồi đợi cơm mà tôi về trễ hoặc không về được. Tôi không muốn mình thất hứa, hơn nữa vợ mình bận con nhỏ như thế, đã nấu cơm đợi mình về ăn mà về trễ thì rất có lỗi. Các cụ bảo con chim nó sợ cành cong, đậu cành cong dễ ngã. Gia đình tôi từng đổ vỡ một lần rồi, Giang Còi tâm sự. Thế nhưng Giang Còi cho biết trong tình yêu và cuộc sống gia đình, anh không phải người lãng mạn. Còn về việc chiều vợ của mình, anh kể mình chẳng mấy khi tặng hoa cho vợ vào các ngày lễ vì những cái đấy phù phiếm lắm. Chồng tôi bô nhách thế này, mang hoa về tặng vợ, có khi vợ tôi lại tưởng bị điên ấy. Tôi đi làm về, có bao nhiêu tiền, buộc dây chun ném vào két, chìa khóa két thì bà ấy cầm, thích cái gì thì cứ đi mua. Sau những ngày tôi đi diễn, về nhà thấy đôi dép của con rách hay cuốn vở của nó bị nhàu thì ngay hôm sau chở nó đi mua, thế là chiều vợ rồi còn gì, nghệ sĩ Giang Còi tâm sự và cười. Nghệ sĩ Giang Còi cho biết vợ anh là một người rất tâm lý và hiểu chồng. Nhờ vậy mà trong thời gian chung sống, anh luôn hoàn thành tốt tất cả các công việc của mình. Cuộc sống với danh tiếng, nhà cửa và vợ đẹp, con sinh tưởng chừng đã viên mãn với Giang Còi. Tuy nhiên, nam diễn viên mới đây đã chia tay bà xã thứ hai, trở thành người đàn ông độc thân. Về lý do chia tay, Giang Còi ám chỉ đến chuyện không hòa hợp về tư tưởng và tham vọng trong cuộc sống. Nghệ sĩ Giang Còi và bà xã thứ hai có hai người con. Hiện tại, Giang Còi đang một mình nuôi hai con nhỏ của người vợ thứ hai. Tối ngày 4 tháng 8 năm 2021, đạo diễn Hiếu Vinh, Facebook Lê Hiếu, con trai cả của nghệ sĩ Giang Còi, tên thật là Lê Hồng Giang, đã thay đổi ảnh đại diện sang bức hình đen trắng và báo thông tin buồn. Nghệ sĩ Giang Còi đã qua đời, hưởng dương 59 tuổi. Anh xót xa, ba không còn mệt mỏi, an yên trong vòng tay của gia đình nhé. Nghệ sĩ Giang Còi phát hiện ung thư hạ họng giai đoạn 3 vào đầu năm 2021. Bên cạnh đó, nam danh hài còn bị xơ gan, xuất huyết dạ dày. Việc điều trị nhiều bệnh cùng lúc khiến sức khỏe của anh suy giảm nhanh. Tháng 5 năm 2021, nam nghệ sĩ nhập viện trong tình trạng thổ ra máu, sức khỏe có nhiều chuyển biến xấu. Đến đầu tháng 7 năm 2021, diễn viên Trà My, người em thân thiết của nghệ sĩ Giang Còi tiết lộ bệnh tình danh hài trở nặng mỗi ngày. Anh từng có ý định sẽ ngưng điều trị vì nghĩ không sống được bao lâu. Nhưng nhờ sự động viên của bạn bè và bác sĩ, nam nghệ sĩ quyết định điều trị theo phác đồ. Nghệ sĩ Giang Còi mất tại Hà Nội vào ngày 4 tháng 8 sau thời gian dài chống chọi với bệnh ung thư. Thông tin này đã khiến đông đảo khán giả yêu mến cố nghệ sĩ vô cùng đau buồn và xót thương. Bản tin của chúng tôi đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Các bạn xem video thấy hay thì hãy đăng ký kênh, like và chia sẻ hộ kênh nhé. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video gần nhất.